Nhỏ đó hả? Tiểu thư chảnh chè, nhìn hôn mua nổi. Mấy bạn đang nói mình đó hả? Ừ, đang nói bà đó. Rồi sao? Oanh, em biết tin gì chưa? Hôm nay trên trường đang lập hội anti em đấy. Giờ em có luôn nguyên hội anti luôn rồi hả? Qua sự việc này, chúng ta thấy tập thể lớp không có đồng lòng. Và thầy thấy một số người ao vua theo làm bé mặt hoàng quanh, trong khi cô ấy xứng đáng được đối xử tốt hơn. Tôi nói rồi, đừng có làm chuyện đó. Giờ mà thầy với mọi người mà biết á, tôi với bà mặt mũi rồi nữa mà nhìn mọi người. Năm nay lớp chúng ta sẽ tham gia hội thảo. Thầy đề nghị hoàng quanh làm đội trưởng đội cổ vũ. Các bạn có đồng ý không? Thầy, nếu em làm đội trưởng thì thầy phải làm đội phó. Như vậy thì em mới làm. Thầy, thầy để em làm đội phó cùng anh cho. Con em xinh quá à. Em, trời ơi, con đâu có biết gì đâu. Không biết gì đâu hả? Không biết nè. Một tuần lễ. Dạ ba. Không được. Nhưng mà con qua nhà bạn gái ở mà. Tóm lại là không được. Không được con cũng đi. Ừ. Quên. Tôi nói là bỏ tay ra. Ông chủ kìa. Là gì? Mã ra mẹ đi. Con có một cái kế hoạch nào khác để thay thế không? Ba cho bạn con lại nhà con chơi đi. Bạn con tới đây hả? Dạ. Ủa, hôm nay ba nói ba có việc đi mà ba không đi hả? Chưa có chồng mà đã hắt hủi ba như vậy rồi đó. Bạn con tới chơi mà ba cứ đi lượn qua lượn lại gì, sao tụi con cho được? Thôi được rồi, để tôi đi. Ở nhà. Dạ. Coi chừng nó giỡn trò quậy phá. Dạ. Nhiệm vụ của cậu là canh chừng cô chủ cho thật cẩn mật. Dạ. Nếu xảy ra sơ suất. Dạ. Thì đừng có trách. Dạ, chú cứ yên tâm, cả thế giới để con lo. Tôi dọn hai bà rồi đó nha. Qua nhà tôi thôi mà. Có gì đâu mà phải make up kỹ với vợ. Kệ người ta. Có ai nhìn đâu. Ê, trời, làm gì vậy trời? Anh ơi, trời ơi, má em dặn á là không có được để cho đàn ông sờ vô người đâu nha. Ai làm gì em đâu. Cô chủ. Ừ? Bạn cô chủ. Ừ. Vậy thì chưa? Vậy thì rồi. Vậy thì hơn mong đợi luôn, không thấy hả? Ồ, hèn chi cái mặt học sinh mà cái tướng gì phụ huynh vậy? Ôi trời ơi, này nha. Anh này kỳ nha. Em mới kỳ á. Này người ta gọi là cái gì? Xúc phạm phụ nữ mới lớn đó. Nhìn nó sai sai, kỳ kỳ sao? Anh, cái gì đang nói chuyện? Anh. Còn em thì sao? Anh. Ừ. Ngoài này gió nó hơi lạnh á, ớn ớn sao á. Đi vô đây mấy đứa, trúng gió bây giờ đó. Nhanh, đi, vô. Đi, đi vô. Trúng gió đó. Mẹ cưng nha. Khó chịu nặng ngơ. Chắc phải bỏ ra xíu đi rồi lát bỏ phô. Đúng rồi đấy. Vương víu khó chịu quá à. Mà công nhận làm con gái khổ thật đấy. Phải mang bao nhiêu thứ trên người này. Để em đó. Em nói là hai anh không có được gửi gì trên người ra biết chưa. Em báo cho hai anh biết nha. Vệ sĩ nhà em hả, được ba em huấn luyện rất là đặc biệt luôn đó. Bước qua cái cổng nhà em nhưng mà cũng chưa chắc là đã an toàn đâu. Biết hai anh là con trai hả, bầm mình là nhẹ đó. Ghê vậy. Sao em không nói trước để anh khỏi qua đây
ăn chơi kiểu gì mà lạnh hết cả người. Thì đó, bởi vậy nên là em mới kêu là gán nhịn một chút xíu thôi. Ủa? Mà bà Hồng với bà Nhung sao lâu tới quá vậy? Biết. Hai cái bà này thiệt tình. Thôi, hay là mình cứ dọn đồ ăn ra mình ăn trước thôi. Ừ. Anh đi lên dọn đồ ăn đi. Ừ. Bác thì leo lên, lẹ lên. Thôi, hay là anh đi vô trong trước đi, để em đến đây em đợi bạn em. Ok, thôi vậy cũng được. Vậy anh vô trước nha. Dạ. Trời ơi, thôi. Trời ơi, em lo lắm luôn á. Em sợ là hai anh bị bầm á. Bầm sao được mà bầm? Không lo. Có cái ghét. Ủa, rồi bà Hồng với bà Nhung đâu? 30 phút nữa sẽ đến. À, thôi vậy thôi, mình đi vô trước đi. Rồi, ông thầy ông ấy ở ngoài trông đụt đụt mà lên sân khấu trông đỉnh phết. Không sang nữa, đỉnh của đỉnh, ngầu của ngầu. Trời ơi, rất đỉnh, anh sang và lỉ. Em ơi,
cho không một ai biết được tình yêu thế nào, yeah. Cho không một ai biết được tình đến ra sao. Dạ, khách đằng kia muốn mời mọi người một ly à? Ta chỉ còn mong đến từng phút bên nhau, yeah. Cho không một ai không muốn tình yêu giữa em, yeah. Cho không một ai không biết tình là những yêu. Anh ấy giờ nhắn với chị là gặp lại rồi, my girl. Ok anh nhắn lại tôi cảm ơn ảnh nhiều nha. Dạ. Có chuyện là vì khi yêu lòng không nghĩ suy. Thôi chị cứ vô đi. Rồi chỉ cần nhìn thấy tay cầm tay bao ngày, ngày mai chẳng rời xa, dù là ngàn bão tố phong ba. Baby you are my, oh, oh. Trái tim này đã trao em từ giây phút để trông thấy nhau. Baby you are my, oh, 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 yeah. Và mà đau thương bỏ lại một nơi khác, tay trong tay ta về lại đón yêu thương cùng nhau. Con người ta luôn mơ đến phút ban đầu gặp mặt, và anh đã luôn mơ về ngày mình đến bên nhau, yeah. Và rồi em đã tới như ánh dương phía chân trời. Quay xa con đường bên anh mình quen em hả? Thôi. À, gặp cũng hai lần rồi, cũng khá là thú vị đó. Bao ngày, mãi chẳng rời xa, có gì thú vị đâu. Bảo ba một mình à, cái vẻ mời rượu gái chồng thế chứ uống rồi à cả. Đâu, em thấy ngon mà. Hay là anh muốn uống cái khác cho em kêu cho. Thôi, bà lo ngắm dài của bà đi. Làm như là tôi không biết đấy. Anh cũng biết em là người thích cái đẹp, mà trái đẹp cũng là một phạm trù của cái đẹp rồi. Em nãy giờ ngắm có chút xíu à, còn nhiêu là em ngắm anh mà. Anh biết rồi anh còn làm lơ em chứ bộ. Coi chừng người ta mê bà rồi nha anh. Thấy mời một đống rượu gì đắt chứ đâu có rẻ đâu. Nhưng nhìn kìa, crush on trai. Thì cũng đẹp, đồ hiệu đồ, xong rồi còn ngồi một góc uống rượu mạnh nữa. Kiểu này là chắc lạnh lùng boy. Chắc là đang chờ ai tới uống rượu chung rồi. Chắc là chờ bọn anh chứ chờ ai nữa. Thôi, được rồi, không có chọc tôi nữa. Không, em cứ làm như em đi guốc trong bụng người ta ấy. Sao cái gì em cũng biết hết trơn vậy? Thì em nói thật thôi chứ bộ. Anh phải cố gắng lên đi. Em thấy nãy giờ anh liếc một trai kia quá trời quá đó em. Anh có lợi thế sân nhà mà. Cố lên. Cho không một ai biết được tình yêu thế nào. Gì vậy? Đến lộn hả? Tình đến ra sao? Vì khi đã lỡ fall in love. Anh lãnh Mỹ sao vậy? Đến từng phút bên nhau, yeah. Cho không một ai không muốn tình yêu. Thôi để tôi đi phòng. Từ từ tỉnh thôi. Trời ơi, đây là ba chứ không phải là toilet nhà trường đâu mà. Thôi. Thôi vô cái đi. 1, 2, 3. Vô. Rồi chỉ cần nhìn thấy tay cầm tay bao ngày, ngày mai chẳng rời xa, dù là ngàn bão tố phong ba. Baby you are my, oh, oh. Trái tim này đã trao em từ giây phút để trông thấy nhau. Baby you are my, oh, oh. Anh làm gì mà ngồi đây có mình vậy hả? Xin lỗi, tôi đang ngồi chờ bạn gái. Thôi đi, em nhìn anh nãy giờ. Ai mà tới trễ như vậy thì anh bỏ người ta luôn đi. Với lại, cô bé đó cũng đâu có đẹp bằng em. Và anh đã luôn mơ về ngày mình đến bên nhau, yeah. Và rồi em đã tới như ánh dương phía chân trời. Rồi xa con đường bên anh mà thôi.
rồi chỉ cần nhìn thấy ta cầm tay bao ngày gần mái trăng rời xa dù là ngàn bão tố phong ba. Cause baby you are my oh, oh. Vì trái tim này đã trao em từ giây phút mình trông thấy nhau. Cause baby you are my oh, oh. Gom bao đau thương bỏ lại một nơi khác, tay trong tay ta về lại đón yêu thương cùng nhau. Xin lỗi nha. Ê nhóc, đừng để cả tao. Tôi xin lỗi không đàng hoàng mày. Tao xin lỗi rồi nha. Vậy là mày không biết tao là ai rồi. Mày là ai? Mày là ai thì liên quan gì đến tao? Ừ, thằng này. Cái gì? Hả? Mày vô đi mọi người. 1, 2, 3 vô. Mày có khi nào là anh lĩnh không? Chết từ sao nhanh đi nhanh luôn. Chết nhanh. Thôi mà. Thôi bình tĩnh đi mà, bình tĩnh lại. Nguyên ơi. Từ từ nói chuyện. Hả? Có gì từ từ nói nha. Tụi nó còn nít, tụi anh là người lớn, đừng có chấp nhất nó. Tôi nghe nói tối nay Nguyễn sẽ tới đó. Ông Nguyễn tới kìa. Đi. Chà, chuyện gì mà đông đủ quá vậy? Dạ, em chào chú. Dạ chú. Ừ. Thôi, gia đình ta mà đi. Dạ, thưa chú về. Dạ. Không đứa nào thưa con luôn chú. Ba, sao ở đâu cũng có ba hết vậy? Thì tại ba lo cho con. Con thấy đó, con mới hở ra có một chút à, là đã xảy ra chuyện rồi. Quang. Dạ. Nói với quản lý lôi tất cả mấy cái thằng hồi nãy gây sự với con gái của tôi vô danh sách đen hết. Dạ. Ủa mà hình như hồi nãy cái tụi kia là kiếm chuyện với bạn của cô chủ chứ không phải là kiếm chuyện với cổ á, mình có tính luôn không chú? Vậy xử hết. Con chờ câu này của chú thôi đó. À, Khánh Toàn. Dạ, con chào chú. Con cũng tới đây chơi hả? Dạ, chào chú. Chú khỏe không ạ? Khỏe, cảm ơn con. Còn cậu, còn đứng đây làm gì? Lên sân khấu hát đi. Tôi mới vừa diễn xong mà. Làm thêm một tăng nữa. Nhớ là hát nhạc Việt á, ba cái thứ nhạc Tây nhạc U không ai nghe hiểu hết. Một lát tôi sẽ nói quản lý bồi dưỡng thêm. Hôm nay có con gái của tôi tới chơi, tôi muốn nó vui. Ba tôi hả? Để ba giới thiệu, đây là anh Khánh Toàn, là con trai của người bạn làm ăn với ba. Sao? Đẹp trai hả? Thì ra là như vậy. Cho nên ngày hôm đó ba mới không cho người đuổi theo con đúng không? Anh Khánh Toàn là một người tốt, thì việc gì ba phải đuổi theo con? Bằng chứng là con cũng đi chơi vui vẻ mà. Tôi tưởng là tôi có một người bạn tốt.
Anh làm cho tôi thất vọng quá đi. Kìa Quanh. Quanh. Con nhỏ này. Dạ. Thôi chú cháu mình vô trọng lập lời ra dạ ly nha. Dạ.